Hello, Nóng xin chào tất cả anh em nha. nóng Giờ mình sẽ lại ra đồng để bệnh quất cho anh em cùng xem nha. Bắt đầu mình hành trình ra ngoài phía sau nhà cánh đồng để đi bệnh quất. Nào, anh em mình cùng đi nhỉ. Đó. Ta đang vào khu vực vườn bưởi, vườn bảo quan sau này xa chắc vườn nhà xóm nha anh em. Phải xa cực. Này có vài cây quất thì ra đây làm đồng làm vườn, có thấy nó kêu đây rồi, không biết hôm nay là có ở đây còn nữa hay là có bị là xóm nó bắt về nấu cháo rồi. Rồi mình sẽ tích thử kiếm xem nó. Hiện tại là mình đang ở khu vực có quất rồi nha, quay cho anh em qua loa qua vườn vải nhà mình nha. Đó, năm nay đó vườn vải năm 2019 đó, xa chưa anh em? Đó, sắp được bán rồi nha. Nếu mà anh em nào có nhu cầu liên hệ vải thiều Bắc Giang thì liên hệ với Hoàng Thắng nha. Rồi mình tới đây mình rồi mình sẽ quay qua qua cho anh em xem cái vườn nhà mình đã vừa ra cho anh em. Vườn nhà mình khu này có cỡ 200-300 gốc nha. Lúc nào một năm nay chắc phải được mùa là chắc khả năng giá nó sẽ ổn định hơn năm 2018. Rồi, thế nhá, rồi mình sẽ tiến hành bẫy quất.